Những chuyện luân hồi kỳ lạ một, không hơn không kém một xu. Cách đây mấy mươi năm, ở Thủ có một nữ Phật tử tu tại gia. Vì vợ chồng cô là tín đồ thuần thành, trọng Phật kính tăng, nên các sư thường đến ghé thăm, có khi được mời nghỉ đêm tại nhà. Thời đó, ảnh hưởng chánh pháp chưa được lan rộng, tuy cô đã thọ quy giới nhưng chưa hiểu rõ về đạo, nên trong nhà cũng có nuôi heo để thêm rộng rãi cho cuộc sống. Khi nọ, có một vị hòa thượng đến nghỉ đêm tại nhà cô, nửa đêm chợt thức giấc nghe tiếng động dưới bộ ván mình nằm, và có giọng nói nho nhỏ rằng: "Tụi bây không biết, chớ tao tên là Nguyễn Thị Hòa. Bởi có thiếu bà chủ nhà này một số tiền, nên phải đầu thai ra thân súc vật để trả nợ." Hòa thượng nghe xong lấy làm lạ, sẽ lén nhẹ nhàng cúi xuống rình xem, thì thấy một heo nái nói chuyện với 12 heo con đang bú. Sáng ra, hòa thượng hỏi người tín nữ: "Lúc trước có cô Nguyễn Thị Hòa thiếu cô một số tiền như thế, có phải không?" "Dạ, thưa đúng như vậy. Nhưng cô ấy nghèo và bây giờ đã qua đời, nên con kể như bỏ luôn." "Ủa mà chuyện này chỉ riêng mình con với cô ấy biết, ở nhà con cũng không hay, tại sao thầy lại hiểu rõ ràng như vậy?" Hòa thượng đem chuyện đêm hôm thuật lại. Cô chủ nhà cả kinh, vội đem bán heo mẹ lẫn 12 heo con, thì thêm một việc lạ, số tiền thu được đúng với tiền cô Nguyễn Thị Hòa đã thiếu mình khi trước, không hơn một xu, không kém một xu. Trải qua sự này, cô tín nữ càng tin việc luân hồi nhân quả hiển nhiên là có thật. Từ đó cô tu hành thêm tinh tấn và cải gia vi tự, thành ra ngôi chùa Phước Trường hiện giờ. Tại chùa này, hiện nay linh vị thờ cô vẫn còn. Tiên Đức đã bảo: "Súc sanh bản thị nhân lai tố, nhân súc luân hồi cổ đáo kim." Súc sanh kia trước là người, xưa nay người, súc luân hồi đổi thay. Việc trên đây là một chứng minh cho lời này vậy. Thuật theo lời Thượng tọa Thanh Từ, khi Thượng tọa đến diễn giảng và thăm chùa Phước Trường ở Thủ. 2. Văn Thù Bồ Tát giết heo. Có một lần nọ, Văn Thù Bồ Tát thị hiện thân người, đi qua nhà của một tên đồ tể, nhìn thấy có đến mấy người đang dự tính bắt giữ một con heo, chuẩn bị đem nó đi giết thịt. Con heo đó phóng chạy bạt mạng khắp nơi, chẳng dễ gì bị trói buộc. Bồ Tát Văn Thù bèn nói với các đồ tể rằng: "Hà tất phải dùng nhiều người như thế? Tôi giết heo, một người thì đủ rồi." Sau khi tên đồ tể nghe xong, vì để tiết kiệm tiền nhân công, lập tức tuyển dụng ông ta và bảo ông ta đến vào ngày thứ. Ngày thứ, Văn Thù Bồ Tát vẫn thị hiện thân người của ngày hôm qua, đến nhà của tên đồ tể. Trước khi giết heo, Bồ Tát Văn Thù dùng tên người để gọi con heo sắp bị giết ấy. Con heo đó lập tức bèn nhận lời, và lại nhanh chóng chạy đến một cách thuần phục, ở ngay bên cạnh Bồ Tát Văn Thù. Tên đồ tể rất kinh hãi, nói rằng không giết con heo này, lại để cho Văn Thù Bồ Tát giết một con heo khác. Văn Thù Bồ Tát lại dùng tên của một người khác để gọi con heo đó, ai ngờ con heo đó cũng chạy đến một cách thuần phục, ở ngay bên cạnh Bồ Tát Văn Thù. Tên đồ tể lại kinh hãi nói rằng không giết con heo này. Thì ra, những cái tên mà Văn Thù Bồ Tát trước sau đã gọi chính là tên của cha mẹ của tên đồ tể, do vậy mà tên đồ tể đều không cho giết. Cha mẹ của tên đồ tể lúc còn sống cũng lấy việc giết heo làm nghề nghiệp, chết rồi đều đã biến thành heo. Tên đồ tể do đó mà đã đổi nghề, chẳng dám làm công việc sát sinh nữa. Nếu như chúng ta có thiên nhãn, chúng ta sẽ vì mỗi một miếng thịt mà chúng ta đã ăn khóc đến chết đi sống lại. Bởi vì những cái có thể trở thành bữa ăn trên bàn của chúng ta đều là những chúng sanh có duyên với chúng ta, đều là cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em, bạn bè, đời đời kiếp kiếp của chúng ta. Chẳng có duyên nợ thân quyến bằng hữu gì thì bạn vốn dĩ không ăn được cũng nhìn không thấy những miếng thịt ấy được. Tĩnh Nam Đại Sư có nói trong bài văn khuyến phát tâm Bồ Đề: "Đánh lừa bật máu ai hay cái bi thảm của mẹ ta dắt lợn vào lò đâu biết cha ta đau đớn ba kiếp làm vợ một người nước Trung Hoa, đời vua Thuận Trị nhà Thanh." Có một học giả danh tiếng ở huyện Tế Ninh là Thiệu Sĩ Mai. Ông đậu tiến sĩ khoa Kỷ Hợi, ông nhớ được một kiếp trước mình vốn người ở huyện Thế Hà, tên là Cao Hải. Bà vợ của Thiệu Sĩ Mai chết lúc tuổi hãy còn trẻ. Khi lâm chung chối dặn chồng rằng: "Tôi có nhân duyên làm vợ anh ba kiếp. Kiếp này là một, sau tôi sẽ sanh vào nhà họ ở huyện. Ngày kia anh bãi chức, về ghé nơi chùa Tiêu xem kinh Phật, xin tìm tôi ở ngôi nhà thứ ba tại khúc quanh sông Tân thuộc vùng ấy." Hơn 10 năm sau, Sĩ Mai đổi về làm giáo thọ ở Phủ Châu, gần huyện Thê Hà. Một hôm nhân rảnh rỗi, ông đến viếng ở chỗ ở kiếp trước của mình, thì nhà của Cao Hải, tức là kiếp trước của ông, đã không còn, thế sự đổi thay, vạn vật vô thường, thân xác, nhà cửa, thật mong manh như thoáng một giấc mơ chưa. Ông ngao ngán đi dò hỏi xung quanh, hỏi thăm tìm được đứa cháu nội của Hải, ông giúp tiền cho gầy dựng ruộng nhà. Kế đó ông thuyên chuyển làm chi huyện ở Ngô Giang, rồi cáo bệnh về nghỉ. Nhân lúc vô sự,
Sĩ Mai đến thăm người bạn đồng niên ở huyện và ngụ tại chùa Tiêu. Chùa này có bộ Đại Tạng Kinh, trong khi vắng vẻ ông thường mượn để duyệt lãm. Một hôm, bỗng nhớ lại lời người vợ trước đã dặn bảo, ông ra Tân Giang đi dọc theo mé đến một khúc quanh tìm hỏi, quả thật có họ ở ngôi nhà thứ ba ven sông. Ông vào thăm thì nhà này có đứa con gái chưa gả, nhân thuật lại duyên cớ trước, xin cầu hôn, liền được gia chủ ưng thuận. Cưới vợ được mấy năm, cô gái họ lại qua đời. Khi lâm chung, lại dặn chồng rằng, lần giã biệt đây, tôi sẽ tái sanh nơi nhà họ Vương ở Tương Dương. Ngôi nhà này cũng ở ven sông, trước cửa có hai cây liễu, sao anh đến tìm tôi tại nơi đó? Cuộc tái hợp lần cuối cùng này, tôi sẽ sanh cho anh hai đứa con. Thiệu Sĩ Mai nhất đều xin ghi nhớ. Về sau ông đến Tương Dương tìm nơi nhà họ Vương ở. Ngôi nhà này đúng là ở ven sông, trước cửa đúng có hai cây liễu, ông hỏi cưới con gái nhà đó liền được ưng thuận. Sự việc diễn tiến quả đúng y như lời người vợ đã nói. Năm Kỷ Mùi đời vua Khang Hy, Thiệu Sĩ Mai ở tại Kinh Sư đã đem việc này thuật lại rõ ràng với những bạn đồng niên như Vương Ngư Dương, Phan Trần Phục. Việc của Thiệu Sĩ Mai trên đây thật đã đúng với hai câu thi, lưỡng thế đốn khai sanh tử lộ. Nhất thân tằng tác cổ kim nhơn, một thân từng diễn người kim cổ, kiếp mở liền lối tử sanh. Cục thế bể dâu, thân người huyễn mộng, xem việc này, những ai có mối thâm tư, chi khỏi sanh niềm cảm khái. Hòa thượng Thích Thiền Tâm,